Wake up and smell the coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly, but I love it when you're awfully quiet. Anh Quân rất hãy đến vì cũng khá là gần nhà bọn mình. Bánh ngon, đồ uống cũng được. Quan trọng nhất là mở cả ngày, là đi ăn sáng cũng như ăn trưa, không vấn đề gì cả. Rồi video này ngày hôm nay thì không có gì là quá là to tát cả và cũng không có quá là đặc biệt, bởi vì là ngày hôm nay thì mình chỉ muốn là gửi lời chào đến tất cả các bạn, chào mừng các bạn và hân hoan đón tiếp các bạn. Cảm ơn vì các bạn đã click vào video ngày hôm nay của bọn mình. Video đầu tiên trên kênh của mình và anh Quân, Hà Yến, ba bè. Thực ra là cũng không phải video đầu tiên mà mình đăng lên kênh đâu, nhưng mà là video đầu tiên mình thực hiện dành cho kênh này, đúng không? Thực ra là đám cưới mình đã có mấy clip rồi. Nói về kênh ngày hôm nay thì đầu tiên thì mình cũng muốn chia sẻ là tại sao cái kênh này lại xuất hiện. Thì lúc đầu thì mình lập ra kênh này thì với mục đích, không phải với mục đích là bọn mình sẽ chuẩn bị cho một ngôi nhà mới, mà lúc đầu lập ra chỉ để là up những cái clip đám cưới của bọn mình trước đấy lên thôi, để cho họ hàng rồi bố mẹ ở nhà cùng xem. Và sau đấy thì mình lại thấy là có khá là nhiều người hưởng ứng và yêu thích những cái video của bọn mình và inbox cho mình bảo là chị ơi, tại sao chị không up thật nhiều những video tiếp theo về cuộc sống hàng ngày, những video về hai đứa. Chị Yến đọc những cái bình luận đấy của các bạn đấy, cuộc sống sau hôn nhân đấy, sướng âm ỉ cả ngày như thế nào. Thế là từ đấy thì mình mới tự nhiên lại có thêm động lực ấy, và mình đã nghĩ là tại sao mình lại không thử làm nhỉ. Và mình đã nói chuyện này với anh Quân và rủ anh Quân làm cùng, thì rất may mắn là anh Quân đã chỉ là hưởng ứng mình. Nhưng không hưởng ứng thì cũng không được, vì cứ mỗi tối trước khi ngủ chị Yến dành ra 1 tiếng 2 tiếng nói rằng là em dự định làm như thế này, em định làm nội dung như thế kia, anh ấy làm clip nhé, làm video nhé. Thì tại em hào hứng mà. Thì anh có bảo gì không? Đầu tiên thì bọn mình cũng khá là lo lắng, bảo là không biết là rồi thì trong cái kênh này bọn mình sẽ up những video gì đây, khi mà bây giờ trên YouTube thì có quá nhiều cái video, những cái vlog, những cái tâm sự và mọi người người ta thì đã làm rất là lâu rồi, cũng rất hay, rất thú vị. Thì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ có những cái trải nghiệm này, mình đã đi những đâu, bọn mình đã làm những gì, mình ăn những món gì, mình có thể ghi lại và gửi những hình ảnh đến cho các bạn. Ngoài ra thì mình nghĩ là kênh mới của bọn mình thì cũng là nơi để bọn mình có thể tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, về gia đình, về công việc, rồi về tình yêu, tình cảm. Kiểu như là tâm sự mỏng đấy. Ừ, nhà cửa, ruộng vườn rồi. Em có ruộng vườn đúng không? Nhà cửa, ruộng vườn. Rồi tư vấn tình cảm, tư vấn hôn nhân, vân vân mây mây. Anh thấy sao? Rất là giống em, giống chị Kính Hồng, chuyên gia gợ rối nhưng mà sợ là cán cái rối. Nói một hồi thì nghe có vẻ to tát vậy thôi, là mình sẽ làm thế này thế kia. Nhưng thực ra thì bản thân mình cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ rằng khi lập ra một kênh mới, khi hoạt động ở trên YouTube thì cũng giống như là một cái mạng xã hội, một cái trang cá nhân khác của bọn mình. Ngoài Facebook, ngoài Instagram thì bây giờ bọn mình sẽ ghi lại những cái hoạt động, những khoảnh khắc của mình, không phải bằng hình ảnh nữa mà sẽ bằng video. Nghĩa là trước giờ thì mình cũng đã làm YouTube rồi, nhưng mà về cuộc sống cá nhân, về những quan điểm cá nhân, về những góc nhìn cá nhân thì có lẽ là mình cũng chưa chia sẻ nhiều được với các bạn. Và hy vọng là bây giờ thì có một người bạn đồng hành mới, đấy chính là anh Cung Bếp, thì mình sẽ có thể làm thật nhiều video hơn. Mình sẽ cố gắng. Sao thế, em đang nói lại cười. Tân mộng quá. Và giới thiệu với các bạn, đây sẽ là người đồng hành cùng với mình, anh Quân Bếp. Em phải bảo anh là Quân Ba Bê chứ không, các bạn lại bảo là kênh mình đổi thành Hải Yến Bếp đi. Hải Yến Bếp. Anh Quân Ba Bê thì còn có một biệt danh, đấy là anh Quân Bếp. Vậy nên là khi nào mà mình nhắc đến từ bếp thì có nghĩa là mình nhắc đến anh Quân nhá. Thế còn lúc mà em nói đến từ vào bếp? Mình sẽ làm những món ăn mà bọn mình thích và bọn mình vẫn hay ở nhà. Ví dụ như là nấu mì. Mì gói. Trứng ốp. Rồi, thực ra là từ nãy đến giờ chia sẻ như vậy thì cũng chỉ muốn nói là từ giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu hoạt động trên kênh này và rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Đây sẽ là một nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn. Và mình nghĩ là ngoài ra có một điều cũng rất ý nghĩa đối với mình nữa, đó chính là từ giờ về sau tất cả những cái hoạt động mà bọn mình sẽ cùng nhau trải qua thì bọn mình sẽ được ghi lại tất cả những khoảnh khắc, tất cả những kỷ niệm, đúng không anh? Để khi nào về sau mà mình về già mình có xem lại thì bọn mình sẽ cảm thấy rất là ý nghĩa, rất là xúc động.
khi nào mà tóc em bạc phơ, răng anh rụng hết thì bọn mình sẽ mở video này xem lại. Bà ơi, clip này mình làm hay quá. Kiểu thế đúng không? Ngoài ra thì mình nghĩ là bọn mình sẽ lưu lại video cho con cháu mình sau này xem anh ạ. Ông bà anh, ông bà anh khi xưa dùng iPad quay phim. Thế về sau con cháu mình nó dùng cái gì quay phim nhỉ? Nó dùng bóng đèn chăng? Anh ơi, tại sao bọn mình lại là vợ chồng? Ê, nhiều khi em không thể tin nổi anh với em là vợ chồng ấy. Em cứ nghĩ là bọn mình cứ mãi là người yêu. Nhưng bây giờ mình vẫn là người yêu được hả? Vẫn là người yêu, vẫn hẹn hò. Vẫn đang hẹn hò đấy thầy. Vẫn hẹn hò, đi chơi, vẫn là người yêu, vẫn đưa đón. Video tiếp theo thì mình muốn là các bạn hãy đặt cho bọn mình thật nhiều những câu hỏi quan tâm về mình, quan tâm về anh Quân, hay là quan tâm về chuyện của bọn mình, hay là bất cứ một điều gì đấy mà các bạn đang quan tâm, thì hãy đặt thật nhiều câu hỏi để video sau bọn mình sẽ lọc ra thật nhiều và trả lời các bạn trong video tiếp theo. Các bạn thấy sao? Hãy ủng hộ cho bọn mình nhé. Có bao giờ bọn mình sẽ ăn nốt bữa sáng và hoàn thành nốt những việc bọn mình dự định làm trong buổi sáng ngày hôm nay? Bọn mình đang chuẩn bị rất nhiều video để đến các bạn nữa. Giờ tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nhớ subscribe cho Hải Yến Ba Bê nha. I love you chút chút.